mồm đấy nhá, vỡ mồm đấy. Vâng. Thế mình mới bắt đầu phải đầu tư chất xám, là tìm những cái sản phẩm nó bắt đầu nó độc lạ hơn. Phải đầu tư chất xám nhá, chứ không phải cứ thế mà đi mua đâu, cứ thế mà đi mua. Dần dần kéo lại các khách tinh của mình về, kéo các khách Vâng. tinh của mình về. Tinh có nghĩa là gì? Không phải là những người mà vào chợ là những người không có tiền. Vâng. Vẫn có những người có tiền, Đúng rồi ạ. họ vẫn có Vâng. nhu cầu mua, nhưng mà chẳng qua là nhìn Vâng. thấy nhà bên cạnh là giống nhau mà thằng trước nó mở trước em lâu rồi ấy, thì đương nhiên là thằng kia nó Vâng. người ta quen rồi, người ta cứ vào mua thôi. Thế thì em phải có sự Vâng. khác biệt, dần dần em phải tìm sự khác biệt của nó, hiểu không? Em phải tìm sự Vâng. khác biệt cho em. Thì dần dần nhá, đây em mới được mấy tháng, được nửa năm chứ mấy, đến bây giờ mới được nửa Vâng, năm. chưa được chị ạ. Thế là vẫn còn may khi mà nghe được đến cái câu chuyện này, có đứa nó gồng lỗ 2 năm nó mới đến gặp chị cơ. Hay lắm. Tại vì em thấy không thấy lãi là em muốn nhả ra. Buồn mới có 5 tháng mà đi vào lãi, năm đầu tiên đã bay rồi, đã bị sinh thần luôn, năm đầu tiên bay rồi.